Xin chào quý vị, hôm nay anh ta sẽ có một cuộc đối đầu giữa chiếc OnePlus 5 đại diện đến từ Trung Quốc và bên này là đại diện Made in China, đó là chiếc iPhone 7 Plus của chúng ta. Và không, cái máy này của mình các bạn tuổi gì? Và các bạn có thể mua hai chiếc máy này tại website của Viettablet, như là 7 Plus bây giờ hàng lốc cũng có này. Còn OnePlus 5 thì mình đang sử dụng là bản 6GB RAM, sắp tới sẽ còn về cái bản 8GB RAM. Và 7 Plus đã lên trước nhanh hơn. Đó. Xong, OnePlus 5 bây giờ nó sẽ lên ngay sau cái chiếc iPhone 7 Plus. Ở bộ đôi này thì đều có điểm chung như là màn hình của nó sẽ là Full HD, kích thước màn hình là 5,5 inch. Tuy nhiên thì với dung lượng RAM gấp đôi, 7 Plus thì chỉ có 3GB RAM thôi, con này là tận 6GB. Và mình sẽ thử xem là hai con này thì máy nào sẽ đa nhiệm tốt hơn, tại game ứng dụng con nào sẽ nhanh hơn. Rồi ok, mấy cái đầu YouTube thì mở lên cho có thôi, chủ yếu là chúng ta sẽ thử để về sau đa nhiệm. Ô, nó nhận mình đang ở mù căng trải em này. À đâu, nó về đúng rồi đấy. Mình đang ở 295 không thiên, anh em có thể qua đây mà chém gió. Về mấy đứa khác mà mình thì bận lắm. Nói vậy thôi chứ ai đến đây cũng được ấy, chém gió là về. Mấy em có mấy em nhân viên rất là xinh, một đứa tên Thủy, top, muốn tên gì quên mất rồi. À em ấy tên Hồng. Rồi ok, ta sẽ chuyển nhân viên là 295 sinh không thiên rất là xinh và đặc biệt là đẹp trai nữa. Rồi bắt đầu, các bạn thấy là với tựa game đầu tiên iPhone 8 này, hai máy có tốc độ khá là ngang ngửa nhau, không có sự khác bọt quá nhiều. Vâng, iPhone 7 Plus chỉ nhỉnh hơn một chút thôi, trong tích tắc một giây thôi. Ta sẽ chuyển sang iPhone X chip. Với tựa game này thì chắc chắn OnePlus 5 thắng rồi. Máy Android bây giờ load máy này trò này nhanh hơn so với lại máy iOS của chúng ta. Rồi, mình sẽ đi đến tiếp, đó là Tembran 2. Bấm trượt rồi. Nó trò này bỏ qua. Đây chỉ là một trong số 1000 trò hôm nay mình đem ra test thôi nên các bạn không cần phải xoắn. Rồi, ok. Như vậy là xét ra cái tốc độ của hai bên nó cũng chỉ ngang nhau vì OnePlus 5 mình có bấm trước nó một tẹo. Chỉ đi đến với Blue Ninja. Vâng, kết quả vẫn là chiếc iPhone 7 Plus vào trước một chút so với chiếc OnePlus 5. Khác bọt không nhiều lắm, có lẽ khác bọt sẽ chỉ đến đối với lại cái tựa game Mortal Kombat, là một tựa game được tối ưu hóa tốt nhất dành cho iOS. Đó, tiếp tục là 7 Plus chỉ nhìn hơn một chút thôi. Facebook. AnTuTu trên cả hai chiếc máy này mình chấm đều rơi vào sấp xỉ 180.000 điểm, trong đó điểm 3D của chiếc OnePlus 5 là 70.000 và chiếc 7 Plus lên tới tận 60.000. Đều là những con quái thú trong tầm giá cho chúng ta để có thể mua trải nghiệm. Muốn Android cấu hình khủng và mức giá tốt thì mua OnePlus 5. Muốn iPhone giá tốt cấu hình khủng thì mua iPhone 7 Plus Lock. Rồi, Mortal Kombat là tựa game thì chắc chắn là iPhone thắng rồi, tại vì nó là iOS. Còn nếu các bạn mà kể cả là Android mà chạy chip như là Core i7, các đồ họa là GTX 1080, các thể loại thì vẫn không lỗi nhanh được vì con này nó chạy iOS mà. Sắp tới iPhone hy vọng sẽ có thêm cả đồ họa bên ngoài vào chúng ta chạy cho nó gấu hơn nữa. Các bạn thích lắp cạp, nâng RAM, thêm SSD các thứ vào. Sặc nó bọt. Rồi ok, bây giờ con OnePlus 5 mới lốt xong này. Quá nhanh. Thì đi đến với Dragon Hunter 4. Thế thì chắc là phần đầu chúng ta sẽ xong rồi. Về phần CPU thì hai bên nó có sự chênh lệch khá ít. Hai con đều tải game rất là tuyệt vời. Đó, OnePlus 5 hay là 7 Plus nó chỉ xem với nhau mà thôi. Nên mà chúng ta sẽ chuyển thẳng tua nhanh đến cái phần đa nhiệm. Rồi ok, như vậy mình đã xong phần đầu tiên là phần test về tốc độ. Thì phải nói là rất đáng khen là năm nay với cái con chip Snapdragon 835 và cũng như sự tối ưu hóa từ nhà xuất OnePlus, hiệu năng của chiếc máy này rất tốt, không kém cạnh mấy về phần load game ứng dụng so với chiếc 7 Plus. Mình sẽ chuyển sang cái phần đa nhiệm. Vâng, như vậy là cả hai máy chúng ta đều đang duy trì được YouTube, bản đồ Google Maps, 7 Plus vẫn đang giữ được. Mình sẽ đi đến với Advan. Như vậy là cả hai máy đều đã tạch mặc dù có 6GB RAM. Vâng, như vậy là 1-0 dành cho 7 Plus, 3GB RAM cho nó vẫn đa nhiệm tốt. 2-0 rồi, 6GB RAM để gì hả các mợ? Có chạy không đây? Vâng, tỷ số mới chỉ là 2-0 rồi. Úi rồi, hai con đều đang chạy tốt. À, Facebook vẫn được. Ngon phết. AnTuTu. À, 7 Plus thắng nha, tại vì 7 Plus này các bạn đã chạy được điểm ở đây. Còn qua Plus 5 thì nó phải lốt lại. Nó không hiển thị điểm số chi tiết của chúng ta. Vâng, như vậy là 3-0 dành cho chiếc 7 Plus. Trò này thì thằng nào đã nhiệm được không? Tạch cả hai rồi, tạch cả hai, tạch rồi. Đen thui này là tạch rồi. Rồi, Dungeon Hunter 4. Vâng, hai máy đều đang là chạy test. Ô. Rồi, hai máy vẫn đang chạy được. Như vậy là mấy game ứng dụng phía sau thì hai máy ok. Như vậy là người giành chiến thắng ở đây là chiếc iPhone 7 Plus. Với những tựa game như Advance Extreme, Advance 8, Tembran 2 nó vẫn hoạt động ngon lành. Như vậy các bạn thấy là sau bài test này thì chiếc 7 Plus vẫn đang khá là vô địch về cái khả năng đa nhiệm.
và cũng như là chiếc iPad Pro lần trước cũng đã đánh bại cái chiếc OnePlus 5 của chúng ta. Vậy thì hiệu năng thì thực tế ra là có vẻ như 60GB vẫn chưa được sử dụng một cách tốt nhất trên những thiết bị Android, mặc dù còn OnePlus 5 đang chạy giao diện gần như là thuần Google. Và các bạn thích đừng quên like channel bè truy cập website Viettablet tham khảo giá bán bộ đôi này. Hẹn gặp lại anh em trong các bài speed test tương lai.